ơi, nhanh thế nhở? Làm ăn nhanh nhẹn thật sự ạ. Phút là đến luôn. Cái màn hình nó thay đổi cái trải nghiệm của mình đối với một con game. Wow. Ai bảo đây là Free Fire đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, người ta lại tưởng là game nào khác. Nhưng mà với cái màn hình này thì nhìn nó quá trong luôn ấy. Và quan trọng là mình nhìn cái chuyển động của nhân vật nó cũng mượt hơn này. Ok. Hôm nay live stream mệt mỏi quá anh em ạ. Đợt này bị cái màn hình của tôi nó hơi bị cùi. Hiện tại tôi bắt đầu phát hiện ra là màn hình của tôi nó hơi bị cùi khi mà tôi bắt đầu chơi Free Fire với mấy cái con game ở trên PC. Mấy con game nó đỉnh cao, tại game nó bắt đầu kiểu đẹp lên nhưng mà màn hình của mình nó lại kém đi anh em ạ. Đấy, nên là thật ra đợt này đang có nhu cầu làm tí gọi là màn hình mới. Thì đợt trước ấy là tôi có quen một thằng em làm bên máy tính. Thằng ấy nó biết nhiều các thứ lắm, nó biết nhiều các loại màn hình mà nhất kiểu lắm. Đấy, thì tôi muốn là đợt này nâng cấp lên mấy cái màn hình độ phân giải nó cao hơn. Đấy, tại vì bây giờ mình cũng có nhu cầu chơi những con game nó độ phân giải nó cao ấy, những cái con game bom tấn. Đấy, ví dụ như là Elden Ring này, hay là ví dụ như là FIFA 23 này, hay là God of War cái bản remake này. Đấy, hay là Modern Warfare bản remake này. Thì mình có nhu cầu là phải nâng lên mấy cái màn hình độ phân giải cao hơn. Chứ thực ra là chơi FIFA này thì mình cũng không cần phải độ phân giải nó quá cao. Đấy, chơi FIFA này thì mình cũng chỉ cần cái độ phân giải nó bình thường thôi. Tại vì đây cũng chỉ là game di động, chiếu ở trên giả lập. Nhưng mà bây giờ mình có nhu cầu là stream thêm cả những con game bom tấn nữa. Mà muốn stream những con game bom tấn ấy thì làm sao? Thì mình phải có cái màn hình độ phân giải cao để tôi bốc máy, tôi gọi điện cho ông em làm bên máy tính. Đấy, để xem là ông em dạo này có con màn hình nào ngon hay không. Đấy, thì mình quất luôn, làm luôn ba cái màn hình setup lại hết. Tại vì là cái hệ thống màn hình của tôi ở đây nó đang bị lung côm. Đấy, đợt trước là mấy cái màn hình này đều lấy cũ từ bên Reality Studio cả. Đấy, thế nên là cái màn thì 32 inch này, độ phân giải không cao này, màn thì gọi là lại của hãng khác này, rồi ba cái màn này nhưng của những hãng khác nhau nên nó không được đồng bộ. Nhưng mà lần này ấy, tôi muốn là tất cả cái hệ thống màn hình máy tính của mình ấy là nó phải đồng bộ với nhau 100%. Đấy, bây giờ bốc máy gọi ông em luôn. Alo anh ạ. Alo, Hoàng đây ạ. Lâu lắm nghe giọng anh. Dạ, em làm đâu đấy nhỉ? À vâng, bây giờ em đang đi làm bên Hacom anh ạ. Hacom á? Hacom ở chỗ nào nhỉ? Ui, giữa Hacom là Hà Nội Computer nhưng bọn em đổi tên anh ạ. À, thế à? Mới anh không biết. Nó nhiều vấn đề lắm, nhiều anh em chưa biết anh ạ. À, thế dạo này nào anh vẫn Free Fire phi phủng với kiểu à? Dạo này anh vẫn làm live stream Free Fire. Dạo này anh vẫn sự nghiệp live stream streamer Free Fire. Đấy, anh hỏi cái nhờ, tiện bây giờ em đang làm ở bên Hacom ấy, thì cái màn này anh nó cũng hơi cũ ấy, màn này anh nó cũng bị kiểu cùi bắp ấy. Đấy, thì em tư vấn cho anh mấy cái màn mới nhỉ? Tư vấn cho anh màn nào ngon ngon ấy, và vẫn màn nào mà nó xịn xịn tí. À, mua màn hình à? Anh, em nhớ là như anh chơi trên giả lập đúng không? Mà giả lập hình như là có mỗi 60fps là nó không lên cao hơn được đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chọn cho anh cái con nào chuẩn chuẩn với anh còn edit video với ảnh ọt các kiểu mình cũng làm trên đấy nữa. Thế thì bây giờ tức là anh đang cần chơi game này, nhưng mà cần edit này, màn này không đẹp này. Thế nhưng mà bây giờ anh đang dùng màn cỡ bao nhiêu nhỉ? À, anh đang dùng 32 inch. Đấy, ở nhà bắn súng nhưng mà 32 inch thật ra là hơi to. Đấy, thật ra là giảm xuống độ tầm 27 inch cũng được. À, 27 à? Đấy, 27 inch làm quả 3 màn. À đây, em tìm thấy một con chuẩn cho anh rồi. Đây, con này là con LG 27 EP 950B anh ạ. Vâng, con này to một chú thể luôn. Con này thì nó vừa to này, nó vừa đẹp này. Màn hình OLED các kiểu nhá, anh chơi game này với cả edit thoải mái luôn. Em hứa với anh thế. À thế à, mẫu này nhìn cũng được đấy. Nhưng mà cần thêm hai màn nữa đấy, thì anh bảo rồi đấy. À, hai con màn nữa, thế nhưng mà anh có cần cái gì kiểu nó đặc biệt với hai con màn này không? Một màn thì là anh sẽ xoay dọc để anh đọc chat nhá, còn một màn thì vẫn để ngang để setup cái studio stream, còn một màn thì là chạy cái màn hình chơi game chính. Nếu mà anh vẫn muốn giữ nó tương tự, nó đồng thời như thế thì em nghĩ rằng anh nên mua thêm một con EP nữa đi. Tại vì bây giờ nhá, nó cũng cùng là OLED, nó vẫn cùng là màu sắc như thế. Thế nên là anh làm hai màn chính, hai màn phụ như thế thì nó cũng là đồng đều một chút đi. Kiểu hai màn đồng đều thì anh edit nó sướng hơn, nhìn trông đẹp mắt hơn đi. Vâng, đấy. Còn chắc cái con màn kia để dọc thế thì anh chắc chỉ cần có màn rầm rầm rẻ rẻ đi thôi nhỉ? Không, sao lại dùng đồ rẻ được? À không rẻ à? Thi thoảng bạn bè đến chơi, người ta nhìn đến dùng đồ nó phải
Nói chung là cái nào mà nó cứ vừa tầm tiền. Đấy, nó gọi là vừa tầm tiền. Thế thì em nghĩ rằng anh lấy con 27 GL650 FB là được. Con đấy hợp lý anh ạ. Con đấy thì Full HD thôi, nhưng mà được cái nó là 144, thế là anh chơi thoải mái. Xong rồi anh còn có thể nói chung làm nhiều thứ, cái đấy lắm. Em nghĩ màn phụ tầm giá đấy là vừa phải. Nghe cũng được đấy. Có một cái nhu cầu nữa ấy, là thấy mấy cái màn của anh ấy nó bị cái chân nó bị chiếm diện tích quá, để trên bàn nó kiểu nó bị vướng ấy. Đấy thì có cái cách nào, phương pháp nào mà mình xử lý được cái vấn đề đấy không? Ui, thế thì chơi am thôi anh, làm con am anh. Chơi am á? Am là cái gì? Am lạ nhỉ? Am màn hình nó kiểu nó là cái đỡ màn anh ạ, kiểu nó sẽ đỡ cài màn lên ấy, để anh có thể di chuyển thoải mái, xoay dọc xoay dùng các thứ kiểu luôn. Thế thì làm thử xem là thế cái am đấy dùng một phát cho 3 màn hình được không? Ui, em thấy thế thì nó cũng không hợp lý anh ạ. Bởi vì là bây giờ nhá, thứ nhất là am 3 màn thì rất ít. Thứ hai là nếu mà anh có 3 cái màn này, xong mà anh lắp lên trên một cái am to thế nhá, mà nó kiểu nó cài vào một cái bàn của anh này, mà nó như kiểu là nó chỉ trụ vào đúng một cái khoảng tầm 5x5cm ấy, thì nó cực kỳ là yếu luôn. Thế nên là em nghĩ rằng anh nên làm một con gọi là một con am đôi với cả một con am đơn. Thế thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều anh ạ. À thế à? Thế thì cứ mang qua đây xem nào. Xong rồi, thế thanh toán như nào nhỉ? Dễ không à, bây giờ nhá, anh bấm thanh toán phát đi là bọn em qua luôn cho anh, ok chưa? Đặt hàng mang đấy luôn à? Được rồi, ok, rồi, làm luôn, chuyển luôn. Nhanh thế nhỉ? Úi dồi, vâng. Nhanh thế, nhanh thế nhở, anh em làm ăn anh nhẹn thế đấy à, vào đây em ơi. Rồi, vào em ơi, nhanh thế nhở, làm ăn anh nhẹn thật sự em ạ, vừa đặt hàng phát là đến luôn. Thật sự luôn. Đấy. Ba màn của anh nhá, em còn bế thêm cả hai con chân luôn đấy. Ôi giời ơi, khỏe như, thật đấy. Như em bảo anh là một con chân 1 và một con chân 2. Nhưng mà tí nữa mình test xem nhá. Em thấy cái bàn anh cũng khỏe chắc chắn đấy. Ừ, nhưng mà phòng anh bây giờ nhìn chung oách rách nhở. Nhiều figurine phết. Đam mê. Đấy, mình thì ai chả đọc truyện 7 viên ngọc rồng đúng không? Đọc manga, anime, siêu hình, Naruto, Marvel, các kiểu luôn. Lắp thôi nhở? Đúng không? Lắp thôi nhở? Nhưng mà sao anh lại phải nâng ấy? Dạo này anh dùng con gì anh thấy cũ anh phải nâng ấy? Vấn đề ấy là ba cái màn này em thấy không? Là ba cái chất lượng nó rất khác nhau. Đấy, ba con màn này là đến từ đợt trước ấy là anh làm livestream giải đấu. Nên đợt đấy là cần rất nhiều màn mà các bạn ở trong studio các bạn đứng ghép màn lại với nhau. Thì từ cái đợt mà anh chuyển về livestream cá nhân ấy thì là mấy cái màn này của anh ấy là nó bị nó gọi là em nhìn chất lượng không đồng nhất. Đúng rồi, nó không đồng đều đâu. Ví dụ con này thì độ phân nó to này, nhưng mà độ phân giải của nó lại không cao. Đấy, con này độ phân giải cao nhưng mà mình lại nhưng mà chỉ có duy nhất con này là nó xoay dọc được để mình phục vụ cái việc là đọc comment này rồi kiểm soát các cái phần mềm về livestream. Đấy, xong rồi cái con này thì chất lượng của nó lại là theo dạng gọi là trung bình. Đấy, con này lại trung bình khá. Trung bình khá thì nhưng mà con này lại không xoay dọc được. Đấy, thế là tức là ba con này là nó đến từ ba cái máy tính khác nhau trước đây. Rồi xong anh ghép lại chung thì anh dùng tạm thôi. Đấy, nhưng mà đợt này thì anh có nhu cầu là thay thế hết tất cả những cái con này đi. Được. Để làm sao mà mình có một cái hệ thống nó đồng bộ. Ví dụ như là bây giờ mình chơi cái con game mà mở rộng được ba màn hình ra. Ví dụ như con game bắn súng chẳng hạn. Đấy, như là kiểu Modern Warfare hay là các thứ thì là mình muốn là không chỉ là nó hiển thị ở mỗi cái màn hình chính mà nó hiển thị ở cả màn hình ở cả hai bên. Đấy, thì là anh muốn là bây giờ đổi toàn bộ cái hệ thống này làm sao mà cho nó đồng bộ. Đấy, cùng một hãng thôi, mấy con này còn đến từ mấy hãng khác nhau nữa. Ui dồi, hôm nay em cho anh đầy đủ luôn đấy nha. Hai con màn này thì là hai con màn OLED. Anh nghe OLED đã sợ, đáng sợ chưa? Thì bây giờ có thể nâng cấp là hai con màn này và sẽ còn một con màn nữa đây, em bảo rồi đây thì tại vì là anh cũng nhỡ đâu anh muốn chơi kiểu game bắn súng ấy thì đây em cho con này là Full HD thôi. Nhưng mà được cái nó là 144 hả anh ạ? Ok luôn, mượt vô cùng luôn. Thì tại vì là anh cũng muốn thỉnh thoảng xoay dọc xoay ngang đúng không? Thì đấy, hai con am đây thì em nghĩ rằng là em sẽ để một con, tại vì em sẽ để, em đã bảo rồi là một con am đơn này thì sẽ để cho một con này, con to này, và một con am đôi này thì sẽ cho một con to và một con nhỏ thôi. Tại vì hai con này cân nặng nó khác nhau anh ạ. Thế này là am đôi chiến nhá. Am đôi chiến mà. Chiến luôn. Mà từ anh nhá, từ nhá. Am của có USB. Thế là mình đỡ phải dùng cái hub mở đúng rộng kia. Anh đỡ phải cắm hub tinh này, là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Nhưng mà máy nó dùng cấu hình gì ấy?
máy anh này đang là Core i9. Core i9 12500. Mình nhớ như vậy. Đây Core i9 12900 ấy. 12900. Ờ, còn cái RAM là 32GB. Còn card đồ họa là 3070 Ti mới nâng cấp hồi đầu năm. Ui giời, được chưa? Đủ chiến nhá. Đủ chiến nhá. Tức là cấu hình thì mạnh, nhưng mà màn hình là nó chưa thể hiện được hết cái cấu hình của cái con game. Bây giờ lắp cái arm này thì may quá là cái arm này nó không yêu cầu phải khoan vào bàn. À, nên là mình chỉ cần có thể bắt vào bàn thôi đúng không? Ờ, nhưng mà em đang không biết là đằng sau bàn anh có chắn hay không. May quá, may quá. Ủa ôi, nhiều ông anh ấy là mua cái bàn xong rồi tự dưng nó có một cái cục dày ở đây này. Tức là không gắn nam được. Là cái miếng chắn đúng không? Vâng, một miếng chắn đấy. Ui giời ơi. Nhưng bàn này là gắn nó chuẩn luôn. Bàn này gắn đẹp luôn đấy chứ. Gắn đẹp luôn. Được. Triển thôi nhỉ? Được, triển thôi nhỉ. Anh hiểu một con OLED này ấy, là nó làm ví dụ như con một con IPS bình thường kia đúng không? Là sẽ có một là cái tấm này, xong còn có thêm cả một cái backlight ấy, nó kiểu đèn LED ở sau nữa. Nhưng con là LED tự sáng luôn. Đẹp đấy. Đẹp mà mỏng kinh khủng khiếp ấy. Nhìn trông hoành tráng không? Mà đằng sau đầy đủ luôn anh nha. Đầy đủ luôn này. Đấy, 3 cổng USB rất là đầy đủ luôn. Nhiều cổng thật đấy. Nhiều cổng mà tổng cộng là 2 con là 6 cổng. Nhiều cổng luôn. Anh ạ, em vừa lắp xong cho anh rồi đấy. Ui, ngon nhờ. Được anh... thật sự ạ. Mượt hết cả mắt ạ. Vào làm ngay trận Free Fire à. Mình là streamer Free Fire, mình cứ phải bắt đầu với trận Free Fire. Ui dồi, nàn nét thế. Nhìn thấy chữ ai nào thấy nét rồi. Ai nhìn thấy, ai bảo đây là Free Fire đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, người ta lại tưởng là game nào khác. Cái màn hình nó thay đổi cái trải nghiệm của mình đối với một con game. Bình thường là ví dụ với cái màn hình cũ ấy là anh chỉ để tầm Full HD cùng lắm để 2K, nhưng mà thực ra là cái màn hình cũ nó cũng không gánh được 2K. Đấy, khi mà gánh 2K nó không đạt được cái độ nét như là 2K chân thực, và nó bị rỗ và nó cái quan trọng là cái màu sắc nó bị tối. Đấy, nhưng mà với cái màn hình này thì nhìn nó quá trong luôn ấy. Và quan trọng là mình nhìn cái chuyển động của nhân vật nó cũng mượt hơn này. Đấy, vì độ phân giải nó cao hơn, tần số quét nó cao hơn thì nó làm cho cái chuyển động nhân vật nó mượt hơn. Đấy, trông đẹp không? Đẹp luôn. Đẹp mà. Màu sắc rất là đẹp nhá. Màu sắc rất tươi luôn. Cái màu sắc của cái này bây giờ mình mới nhìn thấy là cái màu sắc của cái con nhân vật này của mình trông khá đẹp. Đấy, chứ thật ra là mình dùng cái màn cũ là mình không để ý đến cái này đâu. Rất đẹp nhá. Lần đầu tiên tôi chơi ở 4K. Các bạn là cái card đồ họa của mình ấy có thể là nó đảm bảo được cái vấn đề 4K. Nhưng cái vấn đề là cái màn hình cũ của mình nó không thể truyền tải được cái chất lượng hình ảnh như thế này. Màn cũ chỉ là Full HD thôi. Đúng rồi, màn hình ảnh cũ của mình nó chỉ là Full HD thôi. Và nó sẽ có rất là nhiều những cái răng cưa, nó có rất nhiều những cái nó chưa được chuẩn chỉnh. Mà cái quan trọng là trông như vậy thôi nhưng mà nó cũng không hề bị vấn đề gì về giật lag hay gì cả. Một phần là tại cấu hình máy cũng cao rồi. Nó cái gì nó cũng phải có cả hai phía đó. Tức là ngoài cái chuyện là cấu hình cao là chip mạnh này, rồi thì càng màn hình xịn này, thì cũng phải có một cái màn hình mà nó tương xứng để nó truyền tải được cái sức mạnh đấy. Trong cái mặt, trong cái hình ảnh các thứ nó cũng đẹp hơn nhiều nhỉ. Anh cũng đánh con bot này, nhưng mà rõ ràng là nhìn màu sắc nó không thể đẹp như là cái màn này nó có một cái độ trong. Nó có một độ trong nên khi mà mình nhìn vào ấy, cảm giác nó rất là nịnh mắt, nó rất là sướng, cảm giác rất là sướng. Anh chơi game, anh chỉnh ảnh xong rồi tí chơi chút bộ ấy thoải mái luôn. Rồi anh ơi, bây giờ là em vừa thấy là anh vừa trải nghiệm qua hai tựa game Free Fire với cả đánh Dragon Ball này nhờ. Đấy, thì anh thấy cái trải nghiệm trên hai con màn tổng cộng có bao màn nào anh? Đầu tiên là mình thấy là cái mấy con màn này là cái trải nghiệm nó rất là phê. Đấy, tại vì là cái mức độ một trong những cái mình rất quan trọng là cái độ sáng và cái độ trong của màn hình. Thì cái ba cái màn hình này nó đều đảm bảo được là cái trải nghiệm chúng ta khi mà chúng ta nhìn hình ảnh
rồi các thứ ở trên cái màn hình là nó rất rõ ràng, nó rất là rõ ràng, nó rất là trong, cái cảm giác rất mịn và nó đáp ứng được độ phân giải cao. Đấy, chơi game ở mức độ phân giải 4K vẫn mượt mà, không có một cái vấn đề gì về rách hình hay giật hình cả. Thì cá nhân mình đánh giá thì nếu như mà để mà lựa chọn một màn hình mà trong tầm tiền, đấy, vừa phù hợp với túi tiền và phù hợp với cái nhu cầu sử dụng, ví dụ như các bạn làm streamer, làm youtuber, edit video, chơi game, thì mình nghĩ là các mẫu màn hình này của LG là thực sự là rất là phù hợp để cho chúng ta có thể lựa chọn. Thực ra thì em thấy cái mẫu này là hơi gọi là overkill rồi. Còn cái mẫu bên này này, đây cái mẫu đây này, tại vì em cũng muốn cho cái màn này, con này là một cái màn khá là cân bằng cho anh đấy, thì nó cũng là một cái màn 27 inch này, cũng 140Hz này, chơi game rất thoải mái này. Còn nếu mà em nghĩ streamer bình thường ấy thì họ sẽ chọn đó chính là mấy cái dòng này, nhưng mà 950 đấy, đây là dòng 950 xịn sò này, thì là của form này nhưng mà 950 là đẹp hơn đấy. Còn nếu mà với anh thì em thấy bút cao đấy, anh thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Mà đây là mình còn chưa cho mình còn trải nghiệm xem phim nữa thì chuẩn luôn. Tại vì anh là một người mà xem phim rất là nhiều đấy, thì nói chung là anh em mà có nhu cầu mà mua màn hình các thứ ấy thì mình nghĩ là anh em nên lựa chọn mấy cái dòng này đấy, thì nó nói chung là nó đáng tiền mình bỏ ra thôi. Và chắc chắn là mua những cái này thì mình sẽ hướng đến việc là mình dùng lâu dài. Đấy, dùng lâu dài, tại vì mình nghĩ là với cái màn hình mà kiểu như này thì có lẽ là dùng vài năm, 5, 7 năm nó cũng chưa phải là vấn đề gì. Đấy, về mặt công nghệ cả. Rồi, thế thì thực sự là rất là cảm ơn anh đã qua bên Hacom chúng em mua hàng, và cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Ok. Anh em mà có mua màn hình các kiểu thì nhớ qua Hacom nha. Bây giờ bye thì bye bye.